hướng dẫn nộp phí hạ tầng. Bước tạo lệnh. Bước 1. Quý khách đăng nhập dịch vụ ngân hàng điện tử Vietinbank eFast tại địa chỉ efast.vietinbank.vn. Bước 2. Quý khách chọn dịch vụ nộp ngân sách nhà nước. Chọn nộp phí hạ tầng. Bước 3. Trên màn hình chính của chức năng nộp phí hạ tầng, quý khách có thể chọn nộp cho chính đơn vị hoặc nộp thay cho đơn vị khác. Nhập số thông báo nộp phí và ngày thông báo nộp phí. Chọn mã loại phí và mã đơn vị thu phí từ danh sách thả xuống. Nhấn vấn tin. Trường hợp vấn tin thành công, chương trình tự động hiển thị thông tin khoản phải nộp. Trường hợp không có dữ liệu, quý khách nhấn thêm mới để tạo bảng kê nộp phí. Trường hợp vấn tin thành công, quý khách nhấn chi tiết. Chuyển màn hình nhập thông tin, hệ thống tự động nhập sẵn các thông tin đã có liên quan tới khoản phí hạ tầng. Trường hợp không có dữ liệu, quý khách nhấn tạo mới. Chuyển màn hình nhập thông tin. Nhập thông tin đơn vị nộp thuế, các trường, mã số thuế, tên đơn vị nộp thuế, địa chỉ sẽ được hệ thống tự động điền theo dữ liệu vấn tin từ hải quan. Chọn một tài khoản thanh toán để trích nợ từ danh sách tài khoản thả xuống. Chọn tỉnh, thành phố từ danh sách thả xuống. Chọn quận, huyện từ danh sách thả xuống. Chọn địa bàn hành chính từ danh sách thả xuống. Chọn mã kho bạc nhà nước từ danh sách thả xuống. Chọn tài khoản ghi thu từ danh sách thả xuống. Chọn mã cơ quan quản lý thu từ danh sách thả xuống. Nhập số tờ khai hải quan. Nhập ngày tờ khai hải quan. Nhập số tờ khai nộp phí. Nhập ngày tờ khai nộp phí. Chọn mã hải quan từ danh sách thả xuống. Chọn loại hình từ danh sách thả xuống. Nhập thông tin chi tiết khoản phải nộp. Nhập ID chứng từ. Nhập số chứng từ. Nhập ký hiệu chứng từ. Nhập ngày chứng từ dưới dạng ngày, tháng, năm. Nhập số tiền. Số tiền phải nộp được hiển thị. Tổng số tiền thực nộp và tổng số tiền thực nộp tự động được tính toán. Chọn mã chương từ danh sách thả xuống. Chọn mã tiểu mục từ danh sách thả xuống. Nhấn nút tiếp tục để chuyển sang bước tiếp theo. Nhấn nút xóa để xóa hết thông tin đã nhập nếu quý khách có mong muốn nhập lại từ đầu. Nhấn nút quay lại để trở về màn hình trước đó. Bước 4. Bước tiếp theo, quý khách sẽ được yêu cầu xác nhận lại chi tiết giao dịch đã được nhập ở màn hình trước đó. Khi chắc chắn các thông tin chi tiết chính xác, nhấn nút chuyển kiểm soát để chờ phê duyệt. Nhấn nút quay lại để trở về màn hình trước đó. Bước 5. Hoàn thành. Thông báo giao dịch thành công sẽ hiển thị trên màn hình kèm theo thông tin chi tiết giao dịch. Trường hợp quý khách muốn tiếp tục thực hiện một giao dịch nộp phí hạ tầng khác, nhấn nút tạo giao dịch mới. Bước phê duyệt. Bước 1. Trên màn hình, danh sách giao dịch chờ phê duyệt. Để phê duyệt giao dịch theo lô, chọn các giao dịch cần phê duyệt, nhấn nút phê duyệt để chuyển sang màn hình tiếp theo. Để phê duyệt từng giao dịch riêng lẻ, nhấn chọn số giao dịch cần phê duyệt. Rà soát lại các thông tin về giao dịch chờ phê duyệt trên màn hình chi tiết giao dịch. Nhấn nút phê duyệt để chuyển sang màn hình tiếp theo. Bước 2. Trên màn hình xác thực, nhập mật khẩu KeePass với tiếng Anh OTP. Nhấn nút chấp nhận để chuyển sang màn hình tiếp theo. Nhấn nút quay lại để trở về màn hình trước đó. Bước 3. Hoàn thành. Thông báo phê duyệt giao dịch thành công sẽ hiển thị trên màn hình kèm theo thông tin chi tiết giao dịch. Nhấn nút quay lại về danh sách giao dịch chờ phê duyệt.